Một dân chân Việt Nam bị bắt cóc ngay tại giữa Berlin. Và bây giờ cái người phóng viên này có ở Berlin coi như là cũng có sợ bị được sẽ đối xử đúng như vậy. Và cuối cùng là Tổng thống Viện Liên bang đã phải vào cuộc. Nhà báo Lê Trung Khoa đã viết rất nhiều về cái chuyện bắt cóc này và đăng trên cái tờ báo Thời báo của mình. Và cuối cùng cái trang tin của anh ta đã bị tấn công rất nhiều ở trên mạng. Mặc dù coi như cái Thời báo của anh ta coi như đã được coi như 2,5 triệu người theo dõi. Tôi đã cố gắng đăng bài lên trên báo của mình nhưng rất đáng tiếc rằng là những cái bạn đọc của tôi không đọc được. Lê Trung Khoa bị chụp ảnh, bị theo dõi và bị coi như là sỉ nhục. Trong một cái viết nặc danh, anh ta đã bị đe dọa là sẽ bị giết và đã phải đến gặp cảnh sát để bàn biện pháp bảo vệ tính mạng cho mình. Cái người vừa rồi coi như là đã viết tin nhắn gửi cho Lê Trung Khoa mời đi ăn tiết canh. Và cái người này lại là một cái người thân quen với ông đại sứ Việt Nam tại nước Đức. Cơ quan mật vụ Việt Nam là một cái cơ quan hoạt động rất là mạnh. Và do vậy, cái lời đe dọa đối với anh Lê là một cái biện pháp mang tính chất hệ thống của cơ quan mật vụ Việt Nam. Lê Trung Khoa phải đến sứ quán để ra cái hộ chiếu của mình. Đây là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Và phóng viên Giang của chúng tôi đã theo dõi cái vụ này. Việt Nam nó không phải là đất nước của Saudi Arabia. Nhưng mà mặc dù đã xảy ra cái vụ ám sát của ông nhà báo Khashoggi. Nhưng mà dù sao đấy cũng là một đất nước không có dân chủ. Và chỉ có đứng sau Trung Quốc trong cái chuyện coi như bắt giam những cái người bất đồng chính kiến. Và tổ chức phóng viên không biên giới đã xếp Việt Nam vào đứng vào hạng thứ 175 trên tổng số 180 nước. Và tất cả những cái blogger, tất cả những cái báo phê phán chính quyền đều bị theo dõi một cách nghiêm ngặt và bị đe dọa. Và chính tại vì như vậy là cái lời đe dọa đối với Lê Trung Khoa phải là được coi trọng, tức là chúng ta cần phải chú ý. Vậy thì cái lý do tại sao lại bị đe dọa như vậy? Tất cả những cái lời đe dọa đó đều xuất phát từ những cái người Việt Nam. Và nhưng mà những cái người này có liên quan đến sứ quán Việt Nam và cái chuyện này là một cái đã chúng tôi đã chứng minh được một cách rõ ràng. Và chúng ta cũng biết rằng là chính là từ phía chính quyền Việt Nam đã xuất phát ra những cái động lực, đã xuất phát ra những cái chuyện đe dọa đối với những nhà báo bằng bất đồng chính kiến. Và cái trang của anh Lê là bị tấn công vì rằng là anh ta đã có những cái bài báo, viết nhiều những cái bài báo nói về vụ xét xử và nói về cái vụ bắt cóc. Wiese war das live aus Berlin. Herzlichen Dank. Einige Sanktionen gegen